Theo quyết định số 2348 trên QĐ-TTG ngày 5 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, một trong các mục tiêu của đề án là phấn đấu đến năm 2020 là ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã, 95% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện, 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, phấn đấu 90% dân số được quản lý theo dõi sức khỏe, hoàn thành việc đầu tư trạm y tế ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Để thực hiện được mục tiêu này, đề án cũng đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp như việc đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn. Thì hiện nay thì tất cả các cái cơ sở y tế của tuyến cơ sở thì đã được xây dựng khang trang, hoàn chỉnh để giúp cho cái công tác mà hoạt động của cán bộ y tế ở tuyến cơ sở trong thời gian qua cũng như là cái giai đoạn hiện nay là đảm bảo được tốt. Là một địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện với trên 1,7 triệu người đang sinh sống. Đời sống người dân ở đây chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Công tác chăm sóc sức khỏe của người dân vì thế cũng gặp không ít khó khăn. Trước khi triển khai đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, thời gian qua, Đồng Tháp đã đầu tư xây dựng bệnh viện huyện Lấp Vò với hơn 83 tỷ đồng, trong đó đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị, máy kỹ thuật cao gần 20 tỷ đồng để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại địa phương. Với cái việc đầu tư này thì nâng cao được cái chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, và qua đó thì cũng tạo điều kiện để giúp cho các bác sĩ nâng cao được cái tay nghề, nâng cao được kỹ năng thông qua các cái thiết bị giúp ích cho công tác chẩn đoán và theo dõi điều trị. Hồi trước cái giờ cô bệnh phải không? Thì cô tới trạm y tế khám bệnh. Ở đây người ta nói mình cũng đàng hoàng, mình trị bệnh cũng hết, cho nên cô không phải đi đâu hết. Mỗi lần đau thì cứ tới đây vậy. Qua nghiên cứu mới đây của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế về năng lực cung ứng dịch vụ tại tuyến y tế cơ sở cho thấy, kiến thức và thực hành của cán bộ nơi đây còn hạn chế, nhưng ở những nghiên cứu thí điểm khác cũng cho kết quả nếu được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thì các bác sĩ cũng thực hiện tốt, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Do vậy, thời gian tới, điều cần thiết là ngành y tế cần tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ y tế khu vực này để từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân ngay từ cơ sở.